chỗ này mình nghi tưởng quá bạn, không thấy đâu bạn ạ. Không thấy đi nị. Đấy, bây giờ là 56 phút rồi các bạn ạ. Là bây giờ là thám tử chúng ta là đang đi tìm mình đấy các bạn ạ. Đấy, nhưng mà các bạn ơi, mình không phải follow bạn nhá. Đấy, mình cứ ở trong này thôi các bạn ạ. Làm ngủ nghỉ ở trong này bạn nhá. Đấy, chờ đúng 12 tiếng là mình sẽ đi ra các bạn ạ. Xin chào các bạn nhá, mình là Hưng đây. Xin chào các bạn nhá. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nhá. Đấy các bạn ơi, hôm nay Hưng sẽ tiếp tục cái series đó là thám tử các bạn nhá. Đấy. Thám tử lần này là thám tử trốn tìm các bạn ạ. Đấy, hay đấy, hay đấy. Thế là luật chơi như nào anh nhỉ? Luật chơi ngày nay như thế này. Mình sẽ là đóng vai kẻ đi trộm đi thằng ăn trộm này. Đấy. Bạn với lại Tuệ sẽ đóng vai là thám tử, hiểu chưa? Hiểu rồi. Anh sẽ có 1 tiếng để đi lấp, bọn em sẽ phải ngồi đây bịt mắt đúng 1 tiếng. À. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Sau đó là bọn em có 12 tiếng để đi tìm anh. Rồi. 12 tiếng. 12 tiếng. Đúng rồi. Nếu mà cho qua vượt qua 12 tiếng mà không tìm thấy thì sao anh? Nếu mà trong vòng 12 tiếng mà bọn em không tìm thấy anh thì bọn em sẽ phải mất anh 5 triệu. Ui. Còn tìm thấy anh thì anh sẽ cho em 5 triệu. Rồi, hiểu rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy, hôm nay mình sẽ nhất định mình tìm tìm bằng được Hưng Vlog các bạn. Nhưng mà cái phạm vi ngày hôm nay nhá. Phạm vi hôm nay là quanh cái khu vực nhà bà Tân Vlog. Rồi, ok. Quanh khu vực nhà bà Tân Vlog. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy. Nói thật mấy bọn em là ở nhà thì anh là thông thuộc cái địa bàn này rồi. Đấy, bọn em rất là khó tìm anh. Đấy. Rồi. Ok. Okay. Đấy, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi thì bây giờ sẽ bấm giờ nhá. 1 tiếng nhá. Đúng 1 tiếng các bạn ạ. Đúng 1 tiếng. Đấy. Người chơi chúng ta sẽ phải ngồi im một góc này. Đúng 1 tiếng chưa? Đúng rồi. Đấy, bấm giờ mọi người. Đấy, nhìn chưa? Rồi, bấm giờ nhá. Đúng 1 tiếng nhá. 1 tiếng sau thì thám tử chúng ta mới đi tìm chưa? Ok. Rồi, ok. Đấy, ngồi đây, quay mặt sang kia. Rồi này. 5, 10, 15, 20, 35, 40, 35, 40, 5, 10, 15, 20, 35. Các bạn ơi, đấy, hôm nay mình sẽ có một 12 giờ để đi lấp và hú các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ bị hai thám tử các bạn ạ, bị hai thám tử để truy lùng bắt mình các bạn nhé. Nếu mà trong 12 tiếng đấy mà bắt được mình thì mình sẽ mất tiền cho thám tử là 5 triệu đồng các bạn ạ. Đó thì khu vực trốn của mình ngày hôm nay là khu vực của nhà bà Tân Vlog các bạn nhé. Từ vườn rồi trong nhà, nhà kho các kiểu bạn ạ. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không hú ở trong nhà các bạn nhé. Mình sẽ hú ở ngoài trời các bạn ạ. Đấy. Đây này các bạn này. Các bạn đi theo mình các bạn này. Các bạn ơi. Mọi người nhìn thấy cái bụi kia chưa? Đấy. Cái bụi này là bụi cỏ voi các bạn nhé. Rất là kín mọi người ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ làm một cái căn phòng. Đấy, mình dựng hẳn, mình làm hẳn một cái căn phòng các bạn nhé. Đấy, ở trong đấy luôn, 12 tiếng các bạn nhé. Đây, mình sẽ ở trong cái thùng này. Mình sẽ làm một căn phòng các bạn nhé. Làm một căn phòng từ cái téc nước này mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ lôi xuống. Mình lôi xuống, mình làm cái căn phòng các bạn nhé. Làm một căn phòng bí mật. Bây giờ mình sẽ lấy cái này kê theo mọi người để làm đường đi mọi người nhé. Đấy. Các bạn ơi, đấy. Mình đã cho được cái téc nước này vào đây rồi các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi làm một căn phòng các bạn ạ. Mình che phủ bên ngoài là những cái cỏ này. Đấy, để cho nó kín cái này các bạn nhé. Sau đó là mình sẽ chuẩn bị đồ ăn các thứ các bạn ạ. Mình có 1 tiếng để chuẩn bị mà các bạn ơi. Đây này các bạn này, mình sẽ chui ở đây mọi người nhé. Mình sẽ chui ở đây mọi người này. Ấy. Các bạn ơi. Mình sẽ làm một căn phòng bí ẩn trong này các bạn nhé. Đấy, đầy đủ điện, nước, rồi đồ ăn các thứ các bạn ạ. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 65, 70, 85, 90, 105, 10. Đấy, bây giờ bắt đầu mình giải bìa các bạn nhé. Để làm thành một cái trại như một cái ngôi nhà luôn. Đấy, các bạn cho rộng nó ra.
Đấy. Các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ làm cái mái che các bạn nhá. Làm cái mái che này. Sau đó là mình chuẩn bị đồ ăn, đèn, nước các thứ bạn nhá. Xây cả cái mái nữa. Rồi các bạn ơi, kín chưa mọi người ơi, các bạn thấy kín chưa? Các bạn ơi, thế là kín rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi phủ che cỏ với lại các thứ ở xung quanh cái này các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ đi ra mọi người ơi. Đi ra để che cỏ vào mọi người ạ. Khó lắm các bạn ơi. Mình phải che kín vào các bạn nhé. Ui. Ôi. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị đồ ăn với lại thức uống các thứ bạn nhé. Để ở đây được 12 tiếng mọi người ạ. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Không thể làm nhận ra luôn các bạn nhỉ. Đấy, mình hóa trang chỉ có đẳng cấp luôn các bạn nhé. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào các bạn ạ. Đồ ăn các thứ của mình như các bạn nhé. Đấy, căn phòng của mình hôm nay là đầy đủ đồ ăn hết. Mình sẽ ở 12 tiếng đây mọi người nhé. Đấy, khó đấy các bạn ơi. Vào bây giờ khó mọi người ạ. Vào bây giờ khó. Nhét đồ ăn vào khó mọi người ạ. Không sao bạn ơi. Đấy, bây giờ các bạn cùng vào mình tham quan cái căn phòng bí mật của mình các bạn nhé. Căn phòng bí ẩn. Đấy, đèn của mình nha các bạn này. Đấy, đèn sáng đấy. Bây giờ mình chui vào mọi người nhé. Ui. Chật lắm các bạn ơi. Tụt mất cả quần các bạn ạ. Các bạn ơi, mình đã vào rồi các bạn nhé. Mình sẽ ở đây che nó vào các bạn nhé. Ôi. Đấy, che kín nó vào. 15, 20, 25, 30, 45, 50, 65, 70, 85, 90, 100. 35, 40. Ôi các bạn ơi, tôi mỏi hết mồm rồi. Ừ. Giờ tôi bỏ điện thoại xem. Lâu lắm rồi, tê hết chân rồi này. Tê hết cả chân rồi. Ui giời. Ui giời. Ui, được một tiếng rồi bạn ạ. Thế thì thôi đi tìm đi. Thôi đi tìm đi. Đi. Đi luôn. Thôi bây giờ đi vào trong này tìm trước. Đâu? Đây. Đi. Đây. Đấy, mọi người. Đây là căn phòng bí ẩn của mình các bạn nhá. Đấy, ở nhà bà Tân Vlog các bạn ạ. Thì hôm nay mình có đồ ăn đây các bạn này. Đồ ăn thức uống của mình đây các bạn nhá. Đây là cái đèn livestream của mình, à, cái đèn này để làm ánh sáng mọi người nhá. Đấy, mình sẽ cho ánh sáng trắng lên một tí các bạn này, cho nó dịu lên mọi người nhá. Đấy. Đồ ăn của mình rất là nhiều luôn mọi người ạ. Mình sẽ treo cái giò lên. Ôi trời ơi. Đấy. Đây các bạn ơi, đồ ăn của mình đây các bạn này nhỉ. Rất là nhiều nước ngọt các bạn nhá. Đấy, rất là nhiều nước ngọt các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều nước ngọt các bạn này. Rất là nhiều luôn. Sờ tinh các thứ các bạn nhé. Đấy, bánh mì này, bim bim này. Đấy, bim bim khổng lồ này. Bò chiên vừng này các bạn này. Và chân gà các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều đồ ăn. Thế này mình ở đây có mấy ngày còn được. Đấy, còn có cả quẩy ấy, đùi gà này các bạn nhìn này. Rất là nhiều đồ ăn luôn. Ui. Đấy, nhiều bánh mì lắm các bạn ạ. Bây giờ là 9 rưỡi rồi. Mình đúng 12 tiếng là mình sẽ hoàn thành xong cái thử thách này các bạn nhé. Và nếu mà thám tử chúng ta mà trong vòng 12 tiếng mà không tìm thấy mình ấy, là thám tử sẽ chịu thua các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình xem là bấm giờ là mấy giờ nhỉ. Lúc bây giờ là người chơi chúng ta là các thám tử chúng ta đi tìm chưa nhỉ, hay là vẫn đang hú nhỉ. Đấy, bây giờ là 56 phút rồi các bạn ạ.
là bây giờ là thám tử chúng ta là đang đi tìm mình đấy các bạn ạ. Đấy, nhưng mà các bạn ơi, mình không phải lo bạn nhá. Đấy, mình cứ ở trong này thôi các bạn ạ, làm ngủ nghỉ ở trong này bạn nhá. Đấy, chờ đúng 12 tiếng là mình sẽ đi ra các bạn ạ. Căn phòng bí ẩn này của mình các bạn nhá, ở bên trên này thì nó là bìa các tông này. Đấy, nó là cái nhựa bạn nhá. Nước mưa các thứ vào thì bên trên này sợ mình mưa là mình sợ nó dột bạn ạ. Đấy, nhưng mà nước ở bên dưới thì không thể dĩ được lên các bạn nhá, bởi vì là cái tét nước này rất là bền bạn ạ. Độ bền của nó thì đẳng cấp luôn mọi người nhá. Đấy. Thôi, đi vào nhà thờ đi. Đi vào nhà thờ nhưng xem có lũ ở trong này không? Ừ. Thế bạn có nghĩ hú với trong này không? Cứ đi vào mới biết được bạn ạ. Ừ. Lũ kỹ thật. Bạn nói bịa thôi. Bạn ơi, bạn tìm cho tôi cái gầm giường này nào. Xem có ở trong chăn này không? Không có bạn ạ. Không có. Đi sang bên này đi. Đi. Chỗ này cũng không có bạn ạ. Thôi mình không. Ra ngoài vườn đi. Đi. Đi ra ngoài vườn. Đi ra ngoài vườn. Ông lũ kín thật thế. Đây địa bàn mình thì không phải mình đúng không rồi. Nữa. Đi sang bên đằng này đi bạn ơi. Đi. Đi. Có khéo lên đằng trên này. Đi. Đi. Bạn ơi. Bạn ơi, tìm búi tre bạn ơi. Tìm búi tre để tôi sang bên này. Sang bên này không có không? Hay là Hưng với lúc trèo lên búi tre nhỉ? Ừ, thế bạn thử trèo lên nào. Đi. Để tôi trèo nhá. Đấy bạn trèo đấy, tôi với cháu ở này đây. Ai da, xem này. Úi dồi ôi. Ừ, cẩn thận đấy. Có không? Không có bạn ạ. À thế à? Ừ. Thôi mình đi tìm chỗ khác đi. Đi. Chỗ này không có rồi. Các bạn ơi, Hưng Mì Lốc trốn kỹ thật các bạn ạ. Kỹ thật đấy. Thì ngày hôm nay mình có 12 tiếng các bạn ạ. Đấy thì mình sẽ lật tung cái nhà bà Tân lên để tìm bằng được Hưng Mì Lốc các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ ra chỗ vườn đi. 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 Ôi trời ơi. Bà ơi, có thấy Hưng đâu không ạ? À, Hưng Mì Lốc ấy. Chạy đường nào ấy nhỉ? À đấy ạ. Thế nó có chạy qua đây không ạ? Không biết được, tôi vừa qua cái cô thoáng người mà không biết anh ấy đi đường nào. À thế ạ. Thế con thấy con cảm ơn bà nhá. Cảm ơn nhá. Các bạn ơi, không biết thám tử của chúng ta bây giờ đang ở chỗ nào bạn ơi. Đấy, mình ở đây cũng được 30 phút rồi các bạn nhé. Buồn các bạn ạ. Đấy, nhưng mà không sao các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng ở trong cái căn phòng bí ẩn này các bạn nhé, để làm sao mà thám tử chúng ta không tìm đến mình các bạn ạ. Và đây là cái thử thách đầu tiên của mình các bạn nhé. Đấy, đói quá mọi người. Vừa ăn xong giờ đã đói rồi. Lại làm cái ấy tiếp mọi người nhé. Lại làm cái gói bí pin tiếp mọi người ơi. Mời các bạn nhé. Các bạn thấy cái căn phòng bí ẩn này của mình có chất lượng không nhỉ? Đấy, các bạn mà có thích sinh tồn ở đâu ấy, đến nhà mình cho các bạn cái căn phòng bí ẩn này cho mọi người đi sinh tồn. Không mà sợ rắn rết nó chui vào đâu mọi người nhé. Thế này làm sao mà thám tử chúng ta tìm thấy mình được? Đồ ăn của mình rất là nhiều bạn nhé. Đấy, bò trên vườn các thứ bạn này. Bim bim rồi, rất là nhiều luôn. Mình chỉ sợ là buồn đi vệ sinh thôi các bạn ạ. Nước đây các bạn nhìn chưa? 7 up coca rất là nhiều. Lại còn chân gà nữa các bạn này. Rất là ngon các bạn ơi. Ở đây lâu là cũng chán đấy mọi người ạ. Chồng á.
xem có trèo lên cây không này. Ui, bạn ơi. Ui, cây. Bạn ơi. Hả? Nhìn kìa, nhìn kìa. Nghi lắm ấy. Nghi lắm, thôi. Lật tung ra. Bé ơi, thôi bạn đi vào trước đi. Đây, để tôi xem chỗ này xem có không. Chắc chắn có đấy. Ừ. Bạn mở chăn ra nhá. Ừ, để tôi mở nhá. Wow, ồ. Không có. Không có. Không có, ôi. Lạ nhỉ. Ừ, lấu kỹ thật. Chỗ kỹ thật đấy. Thôi bạn ra ngoài bạn ơi. Ừ. À, hãy tôi đến đây ta. À, xem nào, xem ở góc này xem nào. Ừ. Thối lắm các bạn ạ. Ôi dồi ôi, toàn cẩn thận không gai nhá. Ui dồi. Ôi đấy. Rất cơ mình. Như thế này hung về lốc chắc cũng không dám ở đây đâu. Ừ, chắc mình cũng như thế đây. Đi sang bên đầu này đi. Đi. Không sao, mình có 12 tiếng mà. Anh, bạn cứ đi tìm đi. Đúng rồi. Bạn ra phía này nào. Ừ. Không có làm ở chỗ này không này. Ở đây, hay đang vạch đây. Không có nhỉ. Lâu kỹ thật. Hay Hưng với Lốc để đào đất rồi nhỉ. Chui đất rồi. Anh em mình phải là từng tí một. Đi, lật tung lên. Lật từng tí một. Ui dồi ôi, chết bật. Thôi bạn ơi, chỗ này cũng không có đâu. Rậm rạp lại lắm, mũi lắm. Rậm rạp lắm. Ừ. Đi ra đằng khe này đi. 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 Lũ kỹ thật đấy, nhưng mà anh em mình còn rất là nhiều thời gian đấy, em ạ. Trong nữa bạn bắt vào nhá, là ừ. Bạn mới trói em luôn vào. Trói luôn. Ồ, cũng không có này. Ngõ cọc rồi. Khó thật đấy. Khó thật đấy, lũ ở đâu nhỉ? Bạn này tìm mệt không bạn? Mệt lắm. Mình tình hình là mình tìm như này là không ăn thua rồi. Hưng với Lốc khôn lắm. Bây giờ phải chuyển xu hướng thôi. Thế mình bây giờ có khi là mình ra cái này đi. Đi. Bạn đi theo mình. Các bạn ơi, 2 tiếng trôi qua rồi các bạn ạ. Đấy, mọi người nhìn này. Đúng 2 giờ trôi qua rồi các bạn ơi. 12 giờ rồi. Không thấy thám tử của bọn của mình đâu các bạn ạ. Hay là thám tử bỏ cuộc rồi các bạn nhỉ? Chắc là thám tử bỏ cuộc rồi sao mọi người ạ? Giờ này mà không lấy thám tử đâu các bạn. Hay là khả năng là thám tử bỏ cuộc rồi nhỉ các bạn nhỉ. Nhưng mà thôi các bạn ơi, mình phải ngồi đây đúng 12 tiếng mình mới ra các bạn nhé. Chứ không bao giờ mình có chuyện là mình sẽ ra luôn. Ra ấy, 2 thằng thám tử nó bắt mình ngay các bạn ạ. Mình ấy mất tiền các bạn nhé. Mình ở đây ấy, thì mình chả biết làm cái gì các bạn ạ. Ngoài ăn với ngủ không biết làm cái gì khác các bạn nhé. Đấy, lại ăn bim các bạn ạ. À, mình ở trong cái căn phòng bí ẩn này thì mình không nên nấu nướng cái gì các bạn nhé. Nếu mà nấu nướng này, khói nó bốc lên. Đấy, là bọn thám tử nó nhìn thấy khói nó luồn lên các bạn nhé. Là nó bắt ngay. Cho nên là chơi cái trò này thì mình phải ăn những cái đồ ăn sẵn các bạn ạ. Đấy các bạn thấy mình có thông minh không? Ở nhà bạn ở nhà mình ấy là mình nắm chắc cái địa bàn ở trong tay rồi các bạn ạ. Nên là mình không sợ thua các bạn nhé. Đấy.
mình được một hai tiếng hơn rồi, 2 tiếng rưỡi các mọi người. Cái ngày này bao giờ mới hết thời gian mọi người nhỉ? Đèn này sáng thật đấy, quá sáng luôn mọi người. Thôi bây giờ mình sẽ lặng im các bạn nhé. Đấy, nói to quá là bọn thám tử nó nghe thấy ngay các bạn ạ. Phải lặng im các bạn nhé. Ôi giời ơi, tìm nhiều chỗ phết rồi ấy. Vừa mệt vừa đói. Cố nhất định mình phải chiến thắng. Đây xem con lú ở chỗ này không. Đâu? Đi, đi, cứ đi vào. Đi vào đi. Đi vào. Không để sơ hở một tẹo nào. Đúng rồi. Lật, lật cái tấm tôn này lên. Quá không? Ôi, không quá bạn ạ. Không quá. Chỗ này nó cũng bình thường thôi. Đi ra chỗ khác. Bạn phải ra chỗ của mình này. À. Mệt ghê. Mệt ghê. Xong qua đây không? Bạn nhìn đằng đấy nhá, tôi nhìn đằng này. Ừ. Bạn con này vào đây đi. Vào đây mới nhìn được. À. Khó thế nhỉ? Khó thật đấy. Không có đây rồi. Không có nhỉ? Không có. Ôi. À, chỗ kia. Ừ. Đi. Lên 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 luôn. Lên luôn. Wow. Quá không? Ôi. Thế không quá bạn ạ. Thật. Bực lắm rồi đấy. Không tìm thấy là mất 5 triệu đấy bạn ơi. Phải cố gắng lên. Không có đâu. Đi vào trong đây. Đi vào trong chỗ này. À. Chỗ này rộng lắm. Chỗ này rộng lắm. Lên luôn. Lên. Chỗ này rộng thế này. Ừ. Còn có khả năng Hưng với Lốc trốn ở đây đấy. Bạn đi đâu bạn nếu nói khẽ khẽ thôi. Không, Hưng với Lốc trốn kỹ lắm. Bạn tìm chỗ đây này. Đây đây, đi ra chỗ này đi. Wow. Có không? Không có bạn ạ. Để tôi đi ra chỗ này xem nào. Bạn lật chân à? Wow. Ừ, không có. Bạn mới tung cái bánh đất này lên này. Cô khéo hay lại ngồi trên đỉnh cây chuối nhỉ? Đấy, tôi đang tìm đây. Mệt ghê. Vẫn chưa tìm thấy. Ui. Bây giờ đi ra tìm đoạn nào nhỉ? Ừ, tôi cũng chả biết chỗ nào tìm đoạn này. Khó thật đấy. Bây giờ đi ra chỗ mũi bụi này xem có không? Đi. Không thấy chứ nè. Không qua bạn ạ. Vâng, với Lốc khôn lắm, không trốn chỗ này đâu. Bây giờ anh em mình đi ra chỗ khác. Đi. Đi ra chỗ khác đi. Ôi. Bạn quân này, bạn ngồi đây, nghỉ đi. Mỏi lắm rồi. Hưng về Lúc trốn kỹ thật đấy. Không biết ở đâu. Thử thách này khó thật đấy bạn ạ. Các bạn ơi, 2 giờ rồi các bạn nhìn này. Mà chưa thấy các thám tử của chúng ta đâu các bạn ạ. Hay là mấy ông thám tử này đi về nhà ngủ nhỉ, không đi tìm các bạn nhỉ. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình lấp ở đây á, thì có mà bố của thám tử không tìm được luôn các bạn ạ. Đấy, căn phòng bí ẩn này của mình nhá. Ở trong này các bạn ạ, rất là kín các bạn nhá. Đấy, và rất là yên tĩnh mọi người ạ. Đấy, các bạn có nghe thấy âm thanh gì không? Âm thanh của đồng hồ kêu các bạn nhìn chưa? Đấy.
Mong là đến 9 giờ đến 8 giờ tối là mình hoàn thành xong thử thách các bạn nhá. Đấy, đến 8 giờ là mình sẽ hoàn thành xong cái thử thách này các bạn ạ. Đấy, nếu mà thám tử chúng ta trong vòng 12 tiếng này, 1 tiếng là mình đi lấp rồi, thì có thám tử có 11 tiếng để đi tìm nhá. Nếu mà không tìm thấy mình nhá, là mình sẽ được phần thưởng các bạn nhá, đó là 5 triệu. Còn mà thám tử bắt được mình ấy, thì mình sẽ mất cho thám tử 5 triệu các bạn ạ. Đấy, trò chơi này các bạn thấy hay và thú vị không? Đấy mọi người ơi, các bạn nếu mà có đi chơi trò chơi trốn tìm nhá, đấy các bạn đến nhà Hưng, Hưng cho các bạn mượn cái căn phòng bí ẩn này mọi người nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Ui trời ơi. Đấy. Ngồi nhậu cũng mỏi các bạn ạ. Quá mỏi luôn. Bây giờ ăn cái gì ta? Đấy. Sẽ ăn cái gì? Lại chẳng nhẽ lại ăn bánh mì à? Cô làm cái chân gà đi. Cho nó ngon. Chân gà thơm thơm của Hậu ấy. Ngoài đấy. Nếu mình ở đây ấy, mà nó mà trời nắng ấy thì nó rất là nóng các bạn nhé. Nhưng mà miền Bắc mình nó đang là thời tiết là lạnh, cho nên là ở đây rất là thoải mái mọi người ạ. Đọc ăn mới ngủ các bạn. Mình sẽ tắt tắt mạng đi các bạn nhé. Không là các thám tử lại định vị mình các bạn. Trốn ở đâu mới được? Bạn ơi, đi ra lóc tung đống củi lên đi. Đi. Phải tung lên. Sao lại không có nhỉ? Không có rồi. Không biết lúc này lũ kỹ thật đấy. Mà thật rồi. Tìm mất bao nhiêu lâu rồi. Sao lại không có nhỉ? Anh em mình tìm mấy tiếng đồng hồ rồi, nhanh không mất nhiều. Mất hết thời gian là mình mất tiền đấy. Có không bạn ơi? Không. Nhìn kỹ vào nhá. Không có bạn ạ. Bây giờ đi ra chỗ bụi tre này. Đi ra đi. Chỗ này. Đâu bố bạn vào đi. Đây, đi. Anh ơi. Anh ra hoái con bò xem nó có thấy Hưng với Lốc đâu. Đi. Bò ơi. Còn thấy Hưng Vlog ở đâu, còn đi đường nào không? Đi đường nào à? Thôi đi, anh em mình đi. Sao tôi không nói nhỉ? Mình không biết tiếng rồi. Ôi mệt quá. Ôi, khó tìm Vlog, khó thật. Hưng Vlog trốn kỹ thật đấy. Chả biết tìm mấy mình... tiếng đồng hồ rồi. Thế có khả năng là mình thua rồi bạn ạ? Cố gắng thôi bạn, không thì mất 5 triệu, tiếc lắm. Cho nghỉ đi. Đi. Giờ đi tìm luôn đi, không mất thời gian đấy. Mất thời gian.
Ôi ôi, 4 giờ rồi cơ. Các bạn ơi, thế là mà thám tử vẫn chưa tìm được các bạn ạ. Các bạn ơi, đấy, mình lấp ở chỗ này các bạn thấy kín chưa? Không thể nhìn thấy được các bạn ạ. Ôi ôi, 4 giờ rồi các bạn nhá. Từ lúc 8 giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiếng rồi. 8 tiếng rồi đúng không nhỉ? Đâu xem nào. Đấy. Các bạn ơi, đây, 7 giờ 29 phút các bạn nhỉ. Gần 8 tiếng rồi mọi người nhá. Thế mà người chơi thám tử của ta mà chưa tìm được mình các bạn ạ. Kém thực sự luôn. Quá kém. Làm chai nước 7 up. À, nước 7 up ngon thật đấy. Còn cái gì ăn nhỉ? Làm cái bánh mì tươi dâu tây các bạn này. Đấy, là có cái bánh mì dâu tây cơ. Ờ, toàn mùi dâu tây mọi người. Wow. Ngon đấy. Rồi. Ở đây mình chỉ có ăn mới ngủ các bạn ạ. Công nhận là ở trong này là thoải mái thật các bạn nhé. Cái thời tiết miền Bắc này bây giờ là nó lạnh các bạn ạ. Thì là cái trong này nó kín, nó ấm các bạn nhé. Không hề nóng. Cái này mà cho vào cái thời tiết mà nó rơi vào tầm lúc mùa hè mọi người, không ở nổi. Chờ nhẽ bây giờ mình thử ra ngoài các bạn nhỉ. Xem mà thám tử của chúng ta đang ở đâu các bạn nhé. Mà thôi bây giờ ra ngoài sợ bị bắt thôi các bạn ạ. Chán thế nhỉ. Làm trận game bạn nhé. Vào chơi game cho nó đã. Lướt TikTok. Quá trẻ thì không thể hiểu được rằng lũ kỹ thật đấy. Không thấy rồi. Không có rồi. Bây giờ đi thẳng sang bên kia. Ê bạn ơi, ra đây có hàng cây cao này, bạn phải để ý trên ngọn cây cho tôi nhá. Ok. Đây để tôi đi, bạn ơi đi đường này, nhìn từng cây một. Thôi. Xem có Hưng Vlog xem có chỗ nào đâu không. Nhìn từng tí một. Không có đâu. Cao thế này. Hưng Vlog ơi, Hưng Vlog ơi. Hưng Vlog đâu rồi? Chạy đâu cho thoát? Ui ôi. Ôi, cái gì đấy? Chó. Chó à? Cái bùi. Bạn ơi, đi vào đây đi. Đi vào đây. Chỗ này mình nghi tưởng quá bạn ạ, không thấy đâu bạn ạ. Không thấy đi nị. Kín trên này Hưng Vlog không chỗ ở đây nhỉ. Chẳng biết chỗ nào chỗ nào.
xem có lũ ở chỗ này không. Không thấy. Ua. Không có. Ua, ôi không có, không có trong này. Bạn ngó vào trong chỗ này xem nào. Có không? Không có bạn ạ. Đây. Đây này, cái bạt này. Là xem nó. Ui ui ui, sao làm muội thế? Ui. Không có, không có. Không có. Ui giời. Lũ kỹ thật đấy. Ừ. Quá. Không có. Sao lâu thấy thế nhỉ? Đi theo bên này. Ừ. Bạn ơi, đi vào kho đi. Đi. Không thấy không nhỉ? Thấy nhỉ? Đi vào chỗ này bạn ơi. Thôi bạn vào đi. Ui. Lũ kỹ thật đấy. Không có rồi, thôi mình ra ngoài vườn đi. Có không bạn ơi? Không có bạn ạ. Bạn tìm kỹ vào nhá. Ừ. Thám tử bây giờ vẫn chưa nhìn vẫn chưa tìm thấy mình các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, mình khả năng là thám tử không thể tìm thấy mình được rồi các bạn ạ. Đấy, chắc chắn là thám tử không thể tìm thấy mình các bạn nhé. Đến giờ này mà chưa tìm thấy mình thì không thể nào tìm thấy được mình đâu các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy mình hú ở chỗ này nó quá kín không các bạn ơi? Đấy, quá là kín luôn các bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiếng rồi mà thám tử vẫn chưa tìm thấy mình các bạn ạ. Đấy. Khả năng hôm nay rất là cao là mình chiến thắng các bạn nhé. Đấy, khả năng này cao là mình chiến thắng các bạn ạ. Đấy, mọi người thấy Hưng có đẳng cấp không? Lấp ở đây làm sao cũng phải tìm thấy mình được. Đi anh ơi. Ồ, ở chỗ này có hả? Có gì lạ lắm này. Ừ nhỉ. Ồ, như này là nghi lắm này. Nghi lắm rồi này. Có à, sao lại dài ván này nhỉ? Chắc là phải có chắc là có gì trong đấy rồi. Có gì ở trong đấy rồi, anh em mình đi. Đi. Cái thùng gì ở đây này? Ừ nhỉ. Wow. À đắp bia à. Không biết có cái gì bên trong không nhỉ? Không biết có cái gì bên trong. Tìm lại này. Một căn phòng bí mật à? Hưng bị lắm rồi.
Cuối cùng cũng bị bắt rồi nhá. Cuối cùng đã bị bắt. Trốn kỹ thuật, lượn đi mấy vòng mới được thì thấy đấy. Ui. Tại thật đấy. Thế là bắt được rồi à? Chết rồi. Được rồi, trốn kỹ được mấy cũng bị bắt thôi. Đến này luôn đấy. Chứ. Ui. Thám tử tuệ với lại quân kinh nhỉ? Kinh đấy. Ui, thế là mình mất 5 triệu à? Chả thế thì sao? Mấy bạn thấy tớ mấy thám tử đấy nhiều đoan không? Ừ nhỉ. Đấy. Đúng thật, này mà không tìm thấy chắc ở mấy tháng mất. Đấy, thế là mấy tiếng nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiếng mới tìm thấy Hưng. Kinh. Chả thế thì thật. Kém quá. Cái này cũng kín nhưng mà hơi thối bạn Hưng ạ. À, thối lắm. Ừ, thối thật. Không phải là thối thật. Thôi rồi, bạn mang tiền đây, tôi tìm thấy rồi. Rồi, được rồi, thế dọn dẹp cái chỗ này đã. Đấy, các bạn ơi, thế là bị thám tử quân với lại tuệ tìm thấy các bạn nhá. Cay thật đấy. Ok. Thì bây giờ đi về đưa tiền nhá. Okay. Đi luôn.